Alo. Vâng, xin chào vị thính giả ạ. Xin chào bác sĩ Vân, tôi là Việt ở Biên Hòa đấy ạ. Dạ vâng ạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ Vân là tôi năm nay là 52 tuổi. Đấy, tôi bị tiểu đường là đến đây là 10 năm rồi, tiểu đường tiếp 2. Năm 2014 ấy là tôi bị chứng triệu chứng là nhức đầu, mất ngủ và nhiều lúc là lo lắng, tính tình bị cáu gắt. Tôi có đi khám ở bệnh viện. Tôi có đi khám ở bệnh viện tâm thần trung ương 2 đấy, thì người ta kết luận tôi là bị rối loạn lo âu và các triệu chứng khác đấy. Cho nên là cho tôi uống được một thời gian thì tôi thấy trở lại người bình thường, không thấy nhức đầu, không thấy lo lắng như trước nữa. Nhưng một thời gian sau lại tái phát đấy, và cứ một thời gian đấy nó lại tái phát, thời gian ngưng thuốc lại phát. Đấy, thì tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi điều trị như vậy là có đúng tiến hay không, bởi vì tôi điều trị như là bệnh viện Nhi Đồng 2. Đấy, thì hôm nay tôi muốn hỏi bác sĩ là như tôi bị bệnh như này là có đúng là rối loạn lo âu của bệnh viện cái đoạn này không, và bác sĩ xin tôi cho tôi xem ý kiến là có nên dùng cái loại tháo dược nào cho nó đỡ bệnh rối loạn lo hay không? Xin mời bác. Vâng, xin chào anh Việt, 52 tuổi. Và tôi xin cảm ơn anh rất nhiều. Bệnh viện Nhi Đồng 2, tức là trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, tức là ngoài này. Như vậy anh đã đi khám chuyên khoa rồi. Một cái bệnh viện rất là chuyên khoa rồi. Và cái chẩn đoán như thế thì tôi mong anh là rất là tin tưởng các bác sĩ chuyên khoa, người ta chẩn đoán, và như vậy là chẩn đoán của anh đúng, chứ không có sai gì hết. Vâng, thế còn là việc khi điều trị thì tình trạng bệnh nó ổn định, và khi dừng một thời gian thì cũng có thể nó tái phát, điều này cũng rất dễ hiểu anh ạ. Cũng rất dễ hiểu, bởi vì đây là một cái những cái bệnh liên quan đến yếu tố thần kinh tâm thần mà. Và những các cái nguyên nhân thì tôi vừa mới trình bày cái yếu tố nguyên nhân nhiều nhất, người ta hay nói đến các cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài về các cái yếu tác nhân tâm lý. Vì vậy cho nên nếu như mà những các cái tác nhân tâm lý này có thể là qua đi được, nhưng mà lại có những các cái tác nhân tâm lý khác nó lại mạnh hơn chẳng hạn đấy, ví dụ như thế chẳng hạn. Mà cái giai đoạn của chúng ta đang nghỉ thuốc và trên một cái gọi là không có thể đấy, tôi cũng chả dám khẳng định đâu, nhưng biết đâu đấy này ở trên một cái loại hình thần kinh yếu như tôi vừa mới trình bày chẳng hạn đấy, thì có thể là nó lại tái phát lại. Và khi tái phát lại thì chắc chắn là anh lại phải đi khám ở bệnh viện chuyên khoa của về tâm thần rồi, và vì vậy thần kinh tâm thần rồi, và vì vậy cho nên các bác sĩ sẽ cho rất là đúng bệnh và cho thuốc điều trị rất là đúng bệnh. Và còn cái việc mà có đúng tuyến hay không ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái bệnh rối loạn lo âu về mặt thần kinh tâm thần như thế này, anh đến khám tại bệnh viện đó thì tôi chắc là đúng tuyến rồi. Và vì vậy cho nên là anh cứ yên tâm mà điều trị theo cái hướng của các bác sĩ đã tư vấn. Thế còn là đối với anh thì tôi nghĩ là anh muốn đang mong mỏi ở tôi, tức là còn thêm những cái gì nữa không, phải không ạ? Vì tôi có thể nói rằng là anh có thể quay lại cái bài nói chuyện của tôi lúc nãy, chúng tôi cũng đã trình bày rất nhiều về chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập của người bệnh, cũng như là chế độ thăm khám kiểm tra thường xuyên để định bệnh, để điều trị một cách kịp thời, để có một cái hiệu quả trong quá trình điều trị. Tuy nhiên cũng phải nhắc nhớ rằng là tuổi anh 52, và như vậy thì cứ 5 tháng qua đi thì nó sẽ 53, rồi đến dần dần nó sẽ lên 60 chẳng hạn, ví dụ thế. Thì tuổi nó càng cao lên thì quá trình lão hóa của các cơ quan đồng thời nó đi cùng, thì cái khả năng hấp thu thuốc cũng như là về mặt điều trị nó cũng sẽ phải kiên trì hơn, phải tốt hơn thì mới có thể là đưa được một cái hiệu quả tốt được.